Vâng, em Đồng Thiệp xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, anh em Hoàng Dung và Đồng Thiệp xin chào tất cả anh chị em đang xem livestream buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại bầu trời Hà Nội bắt đầu là lâm râm mưa nha anh em nhé. Được cái lại mát, vâng. Mưa nhưng mà sẽ mát. Đấy, vâng. Không nóng nắng như mọi hôm các anh em nhé. Mát nên là phục vụ anh em sẽ nhiệt tình xe hơn. Quay 2022, hàng rất là mới. Chưa đến 1 vạn đâu, lốp láp đồ đạc zin hết. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì chút em sẽ báo giá để anh em chốt nhá. Vâng, bên chiếc SH ạ. Màu xanh, hôm em like là chưa có dọn dẹp gì. Hôm nay là chắc mất thêm mấy trăm tiền bóc ni lông. Anh em nhìn thấy bóc xong đẹp không ạ? Màu xanh, tím than, rất đẹp. Rồi, những chiếc Ablet bản đèn bi màu qua bác nào hỏi, form dáng 2014-15 thì đây, hôm nay có một chiếc hai form dáng 2013 anh em. Đặc biệt là basic, đấy, một mẫu basic. Rất nhiều các anh em hỏi. Biển 35 nhá, giá có hai mấy triệu thôi, em nhớ như 25.500 ấy, phù hợp lắm. Vâng, những chiếc SH và những 125, vâng, 125 SH 125. Phía xa đây còn một chiếc Exciter, chắc là chiếc này hôm nay em sẽ xuống giá, xuống thật thấp để anh em có thể tiếp cận dễ nhất. Rồi, chiếc Janus mới về, hàng mới về anh em ạ. Vừa mới mua của khách. Đấy, phía xa là những chiếc Way A và chiếc Way Blade. Vâng, Way 100 nha anh em nhá. Chiếc và Blade liên tục 2011. Còn rất nhiều sản phẩm sẽ liên tục về để phục vụ các anh em nhà mình. Dạ vâng. Tiếp mong theo anh em có thể chia sẻ cũng như là có những cái nhận xét, comment nhu cầu anh em thích những sản phẩm là anh em cần. Còn anh em mình ở trên này không nhỉ mọi người nhỉ? Em hiện tại là em đang không nhìn thấy comment của ai. Vâng. Em đang không nhìn thấy ai. Anh em mới có ở đây thì cho em xin nút chấm chấm chào nhau đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, một chiếc SH anh em nhá, ABS 125. 125 ABS anh em nhá, màu này màu xanh tím than. Xanh đen đấy ạ. 2017. Xanh đen hay xanh tím than? Xanh tím than chị ạ. Rồi. Gọi là xanh đen cũng được, xanh tím than cũng được. Mắt em cũng mù màu nên làm ra là cũng phải càng hỏi đen. Chắc chắn. Lốp còn này các bác này, lốp còn này. Sơn zin đẹp đúng không ạ? SH đèn led 2 tầng mà giữ được lớp sơn zin. Máy zin đến thời điểm hiện tại là không nhiều đây để mà nhìn để dần zin hết luôn nhá. Ra máy vành lên sport, còn đồ nhũ của xe theo còn lại các bác cùng xem, hàng rất đẹp. Vâng, đây rồi em nhìn thấy anh Nguyễn Bá Dương đây rồi. Vâng. Vâng, chào anh. Một chiếc xe biển K Long Biên anh em nhé, biển 29K164890. Đấy, anh em nào quan tâm một chiếc SH 125 bản ABS ạ. Đây, rất là đẹp nha anh em nhé. Đây anh em nhìn đồ sần này. Đấy, 2017-125. Đây, ABS luôn mọi người nhé. Anh em nhìn phím này. Độ sần này anh em nhìn tay nắm vẫn còn zin theo xe. Tay rất đẹp đúng không ạ? Zin luôn. Cả xe duy nhất có mỗi cái tay sách thôi. Tay sách là bên em đang lấy ra để làm đẹp lại, spa lại. Còn lại zin tất. Vâng. Giá để cho các anh em mình trên live hôm nay là 65 triệu. Anh em nhìn zin đẹp. Vibo basic nha. Ok, chờ chút chút nha Vibo nhá. Anh Nguyễn Long. Rất đẹp. Vâng. 65 triệu. Nhớ cho em là phanh ABS chống bo cứng cả hai bánh, với những dòng SH cả bánh trước bánh sau đều được phanh chống bo cứng hết. Đi đảm bảo an toàn, rất an toàn với những thời tiết mưa gió đường trơn. Đấy, hoặc mình bóp phanh gấp. Ok. Không biết chìa khóa xe gì anh em. Rồi, khách bán xe nhưng còn nợ lại một chìa thì hôm nay gửi nốt mà. Rồi anh em nhá, một chiếc 65 triệu đời 2017 phanh ABS biển K Long Biên anh em ạ. Vâng, nguyên vâng. Cái tay sách anh em được lên sport rồi, lên vành, lên càng, lên tay sách anh em nhá. Chắc khả năng tay sách anh em vẫn lên là lên cả cho nó đủ bộ đấy ạ. Vành càng tay sách và ra máy. Đấy, một chiếc bản sport luôn đấy ạ. 2017 nha anh em nhá. Cái quan trọng nhất ở đây nó là 65 triệu giá hợp tình hợp lý. Nó là ABS mọi người nhá. Quan trọng nó là ABS. Sơn zin máy zin. Đúng rồi, rất máy đẹp từ tay nắm này, từ các cái pha này hoặc cái lớp sơn bóc ni lông ra. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, màu rồi. Xanh. Anh em nhìn thấy cái 65 triệu đồng nha anh em nhá. Anh em nào quan tâm làm cho em con này. Ok, okay. Lên một chiếc Way nhá. Hàng vừa mới mua, em vừa mới mua được 15 phút thôi. Chủ đến bán một chiếc Way, cả xe anh ấy bảo là có đôi tay nắm thôi. Duy nhất đôi tay nắm là chủ xe đầu tư lên một đôi tay nắm thể thao để phục vụ các khách hàng nhà mình. Rồi. Có đúng đôi tay nắm thể thao. Còn lại tất cả các anh em có thể xem hàng. Đây, ốc trục. Nghệ An anh em ạ, một chiếc Way 110. Càng 2022. Hàng lốp vẫn còn theo xe luôn. Cả em lốp mới trước vào cho em xin và chia sẻ lốp sau. Nhá. Những bác nào đúng tỉnh Nghệ An quê mình hay là đúng các bác không cần quan tâm đến xe tỉnh nào thì có thể cân đối cho em trên này. Tin. Bóc ni lông này, bóc ni lông ra. Tí nó đánh xong rất đẹp luôn. Đấy, hàng sơn zin máy zin cả xe dán ni lông tất, đang bóc ni lông nhá, đang có anh em thợ bóc ni lông. Đấy, thêm một tí này nó sứt cái đi cao su không sao. Mới về anh em nhá, hàng vừa về lúc nãy đấy ạ. Xe chưa anh rửa, em vừa bóc ni lông ra. Vâng. Đấy, anh em một chiếc Way 2022. 2022 anh em ạ, chạy có hơn 8.000 km thôi, biển 37 Nghệ An em nhé. Chính chủ. N1 44498. Hàng
này thì đương nhiên là chính chủ rồi anh em ạ. Sơn zin máy zin mà đôi gương đầy đủ hết, xe không có một lỗi lầm gì. Bẩn nha anh em nhé, bẩn bẩn. Chưa rửa qua lúc lọc luôn. Anh em bẩn này, anh em nhìn này, em lau phát sạch ngay. Rồi. Đấy, chỉ cần lau qua phát là sẽ sạch bóng luôn này anh em nhé. Đấy, hiện tại anh em đi rửa ít. Hàng của 2022, đúng anh em nào tỉnh 37N1-44498 thì chốt luôn cho em. Còn những anh em đang không quan tâm đến tỉnh nào, chỉ cần một chiếc xe lướt mới mấy nghìn cây, đảm bảo đi lại hay là dịch vụ kiếm thêm thu nhập thì có thể cân đối cho em mẫu này nhá. Giá vừa mới nhập về 13.500.000 cộng cho anh em 1.500.000 thôi, 15 triệu chưa bao dọn. Đấy, chắc là mất tầm khoảng 200-300.000 nữa, 15 triệu nhá. Chắc tầm 200-300 thôi anh em ạ, bóc ni lông. Thôi không sao, cái đấy có 200-300.000 thôi. Anh em cứ xác định tầm 200-300.000 là xong. Dọn đẹp luôn thì nó không đáng gì cả. 15 triệu cho một chiếc 2022, 8.000 cây các bác. Xe chính chủ, sơn zin máy zin, hàng rất đẹp và đều. Hai nguyên hai cái tay đúng rồi, lên nó đuôi tôi tay nắm thôi. Rồi. Ok nha anh em nhá. Tiếp theo một chiếc Exciter. Exciter 150. Rồi, chiếc này thì đúng là em vẫn nhớ mua từ mùa đi mùa hè năm ngoái, chính xác là mua từ mùa hè năm ngoái. Thế đi là, đi là em nó đang đỏ chót à? Vâng, đi biển vẫn nhớ đi biển năm ngoái. Tồn kho mất chìa khóa. Hàng tồn kho mất chìa khóa. Giá cố đỏ rồi, đỏ rồi, đỏ lom rồi. Năm ngoái mua nhớ thời điểm 20 triệu. Đúng rồi. Bây giờ cũng mạn phép anh em là cho đọc giá bán 20.500.000. Đúng rồi. 20.500.000. Biển 29X5 anh em nhé, 28964. Anh quay cho em một vòng. 2015. Vâng. Tem là bản này là bản limited. Đấy, tem đản bản đắt nhất nữa. Cô thì móc nhẹ một chút anh em nghe đi tiếng. Thụt thì có độ thêm cái thụt đi dầu. Còn lại tổng quan xe vâng, thì anh, đều đặn, cứng cáp chắc chắn. Anh Trọng Hà, đúng rồi anh ạ, tầm này mùa này tầm thời tiết này like thì ok, không bị mát. Rồi, chính xác thì lại rất là mát. 20 triệu đồng anh em nhé, 2015 biển Hà Nội bản limited ạ. Rồi, 20 triệu 500. Anh em nào mà quan tâm những dòng Xtyle 150 đấy, bản limited anh em nhé, bản này là cái bản mà màu hơi xám xám tí đây. Tem limited. Tem của Exciter nó đều là tem zin hết các anh em nhá. Hàng tem lô nó không. Thì nó là Honda. Thường thường quên, xin lỗi, Yamaha. Họ Yamaha thì không có hàng tàu. Đúng xác. Nên anh em yên tâm, không lo lắng. Anh em thêm quả độ quả thì cốc dầu, hẳn thêm hẳn cái cốc dầu. Thụt dầu, thụt đi dầu. Dầu nhìn nó khỏe khoắn thể thao hơn đúng không? Ok, Nguyễn Trọng Hà. Phù hợp cho các bác nào. Một chiếc nhìn xe cun tay, hàng 5 số, bản máy 150, vâng. Giá cũng hơn quay một chút thôi, 20.500.000. Đấy, đời thì 2015 thôi, em vẫn nhớ chiếc này. Vâng. Dạ. Đây có 20.500.000 anh em nhé, đây đồ là, tóm lại là đây, đồ cũng rất là cứng cáp này. Ốc kia các thứ vẫn còn, con này nó còn cái nắp. Cổ hút gió, lọc gió. Rồi, 20.500.000, một chiếc Xtyle 150. Vâng. Đấy, bản lý tịch nha anh em nhé. Xong xuôi đâu đấy hết rồi. Quan tâm. Rồi. Anh xong. Hoa hậu à? Hay là chị Hoa hậu hỏi cúp 82 hơi 70 đẹp có luôn ạ. Trong nhà vẫn còn. Vâng, trong nhà vẫn còn. Anh toàn Hàn Nhật. Tuy chất lượng anh nhá. Rồi, chiếc 82 70 là hình như là trước đấy em bán 87 triệu rất đẹp đấy. Anh. Đây, Wayah 100. Sáng nay hình như là em có like một chiếc vẫn còn, hàng cũng không phải dạng vừa, 2016 lốp còn zin cả xe. Đấy, mua là 14 xếp cộng 1.8 triệu thì phải, đúng không nhỉ? Em chưa nhớ. Bác chào con. Hàng rất đẹp buổi sáng. Đấy, đến giờ thì còn một chiếc Wayah hàng rẻ hơn, phù hợp hơn. Nhưng đã dọn dẹp sơ qua rồi, như cái da máy, cái càng. Anh em có thể xem. Đấy, đôi da máy càng và Mayer đã sơn lại. Còn máy vẫn căng và chất thì em đổ máy tem này vẫn còn zin. Đồ nhũ là gọi là xuống cấp đều đều rồi. Rồi, em nổ cho anh em luôn nhá. Một chiếc Way 100. Way 100 đời 2013. Đấy, biển số 29K127887. Đây, đồ đạt thì vẫn còn zin nha anh em nhá. Nó là đều thôi, đều đều theo xe thôi chứ không phải là hàng gọi là xuất sắc đâu. Vừa vừa tiền tôi ra máy được bắn tỉa. Được máy căng, máy rồi, căng. Máy đời 2013 cũng là đời cao của dòng máy Way 100 rồi. Giá cũng là những cái giá rất là hợp lý. Để cho anh em mình trên like là 11.800.000. 11.800.000 nhá. Chiếc Waya, đấy những cái dọn em báo rồi, hai càng trước Mayer và đôi da máy. Còn bộ tem trước sau vẫn còn. Máy êm, chất. Tầm tiền 11.800.000 với những chiếc Waya 100 nó cũng 2013. Là những tầm tiền phổ thông đấy ạ. Vâng. Thôi anh em đi ăn đi làm Grab xe ôm đi, cái dòng này nó vừa bền nó vừa ít xăng mọi người ạ. Yên tâm mọi người, những dòng này không phải lo lắng về xăng cộ. Mà hai nữa là đồ đàn nó thay thế nó cũng rất là dễ và rẻ tiền. Rồi em ơi, ok lên một chiếc RSX tiếp theo.
form mới 2022 đẹp không ạ? Anh em thấy form giới đích mới bây giờ ra thiết kế cực đẹp. Nó cũng là những chiếc xe đắt nhất của thị trường Way Honda tính đến thời điểm hiện tại. Những chiếc Way A rẻ hơn, những chiếc Way S hay là Way GS đều rẻ hơn hết. Đắt nhất nó vẫn là GSX. Bạn có vành đúc, phanh đĩa, tem đỏ, củ phanh hay là thụt sau đều đỏ. Đấy, anh em nhìn đẹp, lốp lát đều theo xe zin hết. Ốc trục hay lốp 2022 đều zin hết. Sơn, đồ sần nha anh em, đây là sần bóng, sần có thiết kế bản Sport rất đẹp luôn. 2022 3.900 cây. Đấy, anh em nhìn những chiếc GSX bản tem nổi, bản đắt nhất anh em nhé, nó là sần là bản đắt nhất. Đấy, biển 29D Hai Bà Trưng này, 64587. Đây bên này tiếp theo cho em, bô beo vẫn còn zin này, ốp bô vẫn còn zin, thụt này, thụt ốc thụt vẫn còn, ốc trục vẫn còn độ đều nha anh em, sáng vẫn quắc đẹp luôn. Sáng quắc luôn. Cực đẹp. Đúng rồi. Tem nổi anh em nhá, da máy vẫn còn zin, máy thì đương nhiên là zin rồi. Vâng. Bản Sport anh em nhá. Máy zin bản đắt nhất của năm 2022, vâng. Chạy có mấy nghìn cây, đôi lốp còn theo cả xe. Bây giờ để cho anh em mình 20.800. Nhớ cho em đây là bản GSX đắt nhất các anh chị nhá. Mẫu GSX của 2022. Đẹp. Không, trong. Chìa khóa cả đôi nha anh em nhá, một chìa còn chưa sử dụng tí nào luôn này. Đấy. Vẫn còn cắm nguyên nhà sản xuất, thôi em không tháo ra nữa. Đấy, không tháo ra lại mất zin. 20.800.000 anh em nhá, 2022. Anh 3.900 cây ạ. Tịch Văn hỏi xe màu, xe màu hoa vân mây à? Con gì? Chắc là xe nào em chưa dịch được cái chữ của anh Văn, anh nhắn không giấu. Ôi giờ đích là 20.800.000 anh nhớ. Rồi. Cho con lấy xuống, con basic xuống rồi. Basic à? Đây em sẽ đưa chiếc SH để sau đó đưa basic xuống anh em nhé. SH trước, một trong những mẫu SH đầu tiên của Việt Nam ra. Dáng nhỏ, gọn, nhẹ. Rồi. Kiểu dáng cũng rất là thông dụng, phổ thông. Thời điểm đầu tiên của Việt Nam ra SH, đây là mẫu SH Việt Nam đầu tiên. Những chiếc SH 2014, từ ra 23 cơ, 22, 23. Thì chiếc này 2014, form dáng vẫn giữ được form dáng đầu tiên. Ưu điểm của form dáng này khách hàng báo lại đó là nhỏ, gọn, nhẹ. Đấy. Nó sẽ hơn những cái form dáng sau. Tuy nó vẫn là những dòng SH to cao rồi, nhưng mà nó sẽ nhẹ và nhỏ hơn cái mẫu SH sau. Hoàn Kiếm anh em nhá. Đây Hoàn Kiếm đợt đầu tiên ra Hoàn Kiếm đấy. Đấy, tay sách thì được bắn tỉa rồi, nhưng được cái đồ xuôn sơn, đồ nhũ, đồ sần. Vâng. Rất là đều nha anh em nhá. Biển 29C1 35065. Máy 125 2014, vâng, máy 125. Giá nhá, toàn những cái giá thật sự yêu thương đối với những anh em mình đang cần một chiếc xe SH 46 triệu. SH anh em ạ, giá cạnh tranh với Abarth và Lead khi đăng ký xong. Bây giờ còn 46 triệu thôi. Đúng chân bác nào thì đến với chiếc SH đèn xi lông nhìn nó cũng vẫn rất là sang đúng không ạ? Dòng SH mà. Đấy, ưu điểm là bao giờ cũng thể sang trọng, là đặc trưng của SH rồi. Thì mẫu này nó nhỏ gọn nhẹ nên là nhiều bác cũng vẫn còn ưa chuộng mẫu này. Thêm nữa nó là giá hợp lý 46 triệu cho những chiếc SH hàng máy zin nhá. Các khách hàng nào cần những chiếc SH với cái phân khúc giá hơn 40, mấy bữa trước hỏi bên em thì hôm nay có thể cân đối xem buổi live này để thấy chiếc SH này. Rồi 2014 nha anh em nhá, quay gần cho em cái ốc trục của em anh ơi. Rất đẹp. Đấy anh em nhìn này, thụt này, ốc này. Đấy, bánh bánh tam nan nha anh em nhá. Sơn màu trắng. Rồi. 2014 125. Đẹp. Nhìn trắng sang, giá rất phù hợp. Máy zin nhá, cam kết với các bác máy móc nguyên zin luôn. Anh có thể quay thêm một vòng nữa để sang bên này để các khách hàng nhìn được các cái báng càng hay là càng sau, nhìn rất ưng mắt luôn, đúng không ạ? Cả cái lớp sơn này nhìn rất thật, sơn trắng này. Em giải thích rồi, riêng những dòng SH các bác ạ, chủ xe hầu hết là giữ ID cũng vậy, tài sản lớn mà họ chạy họ sẽ giữ gìn cẩn thận. Ít có bác nào tàn phá SH nhiều lắm nên là những cái dòng SH giữ lại rất đẹp. Mà nhìn vàng càng nhìn rất trắng và đẹp, đúng không? Không có han gì hay là vấn đề gì, gá nhựa khít này. Đấy. Tất cả đều khít. Đây, 2014 mà anh nhìn em nhìn những cái phím này, những cái phím nút công tắc đề này. Đấy, rất là nó vẫn còn in rõ luôn chữ luôn cho mọi người, nó không bị mài mòn. Quan trọng là ví dụ như anh em mà đi nhiều ấy thì mài nó mòn hết cái chữ này đi. Nhưng riêng con này thì lại còn rất là đẹp. Rồi. Đói anh mà. Nguyễn Văn Tích. Chào anh nhá, anh chia sẻ cho em cái anh Nguyễn Văn Tích nhá. Vâng, SH là 46 triệu 125. Anh nào thích những xe sang, thích những xe đẹp thì liên hệ cho em. Không lên basic, con basic đi. Tiếp tục basic đi. Mấy mẫu anh em hỏi lúc đầu anh em cũng đợi lâu rồi. Bữa trước là em có like chiếc này rồi. Đấy. Nhà em còn 2 chiếc, một chiếc biển Hà Nội thì là 30.500. Thì chiếc basic biển 35 này sẽ rẻ hơn. Hai chiếc đều là 2015 đối với biển 35 và 2016 đối với biển Hà Nội. Đấy, bác nào cần chọn biển có thể liên hệ chốt
hôm nay em sẽ ra một chiếc 2015 biển 35, màu đen sần, những cái màu đắt nhất của dòng Basic. Vâng. Động cơ là 125, siêu tiết kiệm xăng, đi êm, dáng vâng. đẹp. Form dáng bây giờ không sản xuất đời này nữa anh em nhá, không sản xuất nữa đâu ạ. Nên anh em nào đang muốn tìm những chiếc Basic giá form dáng của đời cũ này thì anh em làm cho em con này, còn nếu mà anh em muốn là tìm bây giờ form Basic này nó không ra mới nên anh em là muốn mua bây giờ là chỉ có video đúng không? Chính xác. Video thì kiểu dáng nó hay có... từng cái từ gọi là hầm hố hoặc là gồ ghề độc lạ một chút thì các anh em đến với những chiếc Basic đời cũ này. Vì chỉ có cũ, nếu không thì phải quay sang các mẫu Vario đời mới. Các kiểu dáng của Honda ra nó sẽ tạo cái điểm nhấn trong cái thiết kế hình thức, chứ không như những cái đơn thuần như LED hay là SH. Đấy. Mặc dù những cái dòng Basic thiết kế công nghệ rất là cao, em để ý từ những cái chế độ dừng tắt máy hay là an toàn tiết kiệm xăng hay là dáng rất đẹp đều có đầy đủ trong mẫu xe Basic hết. Mà giá thành 2015, nếu các bác không quan tâm đến biển thì đến với chiếc này 25 triệu. Đây là những cái giá bao cả dọn, đẹp hết rồi. Bivo đang bảo là cần đời 2018. Vâng, anh chờ nhá. Tại vì là những cái dòng này chính xác không sẵn có nhiều. 2018 của anh thì cái đời chân nó sẽ gập lên gập xuống. Em biết cái đời đấy. Và có cả bản khóa smart key 125 và 150 cũng có cả rồi. Nhưng giá thành nó sẽ cao hơn ở phân khúc hơn 30 đối với 125 và trên 40 đối với 150 cơ. Vâng, con này thì ôi kìa. Cẩn thận con. Không sao, không sao. Sorry anh em chờ xíu nhá mọi người nhá. Chỗ này nó hơi hốc. Đấy, nhiều khi là các bạn xuống là hay vướng cái chân của chị. Đúng rồi, vướng chân. Cổ chân con bé. Rồi, ok, không sao. Vâng, nếu mà anh em muốn mua những cái đời cao thì anh em chờ em nhé. Tại vì là những cái dòng này bên nhà em chỉ còn duy nhất có hai con thôi. Một con màu da lươn đúng không? Không, hai con đều 150 hết, 125 này hết, còn da lươn bán rồi ạ. Da lươn bán rồi. Đúng rồi, hai chiếc đều màu đen sần, một vâng. chiếc 215, 25 triệu, một chiếc 216 biển Hà Nội, 30 triệu 500. Rồi, anh đấy. Em có thể lựa anh chọn em... biển hoặc mẫu đều màu đen, nhớ vâng. kia là đen sần nhá. Đấy, đẹp không ạ? Rất đẹp luôn, cái rồi, da anh máy em... còn luôn. 35 Ninh Bình, 35D2, 74830 anh chị em nhá. Nên anh em nào thích mua những dòng mà... Thực ra những cái dòng này anh em cứ cao to đậm đậm người một tí, cao không cần cao lắm mà đậm đậm rồi. Người một tí thì đi những cái dòng này rất là đẹp. Dáng mà dáng đây anh em nhá, riêng dòng Basic dáng điểm vâng, 10 cho dáng mà... luôn. Họ không bị cao quá nên là cái độ an toàn nó rất là ok. Đúng là chống cả hai lòng gót chân đều được hết. Nhưng ngồi nó lại rất là bề thế và oai gọi là oai phong được, nhìn nó rất chất. Em đậm nhớ đậm ngày tí xưa. Rồi của anh em mà. Vâng. Đam mê đầu tiên. Người mình dây thì thôi, đi con này nó hơi bị không cao nha, em nhắc lại 1m6 mấy 1m6 lùi ngồi thoải mái vì để chân họ thiết kế rồi, ngồi rất là tự tin thoải mái luôn. Đi đường trường để chân không bị cong, nó thẳng nên là rất là thoải mái khi ngồi. Đây là thiết kế của Basic. Anh em nhớ là các bác, nhiều các bác nước ngoài rất hay đưa cái thùng vào đằng sau cùng nữa. Đấy, để có thể cất đồ trong đấy, chạy phượt. Họ đã dành những cái xe này để chạy phượt thì các bác biết cái độ chất lượng của, và chịu đường trường đấy, chịu đường chạy đấy, chịu tải đấy, của những chiếc này thì ok lắm, rất là rồi. Ok nha anh em nhá, biển 35 Ninh Bình đấy ạ. Giá bây giờ 25 triệu rất hợp lý đúng không ạ? Ngày xưa toàn ba mấy mà con mới rồi anh ơi chị hay là anh đây. Nguyễn Liên đang hỏi Elite có Elite biển Hà Nội không em? Elite 50cc. Em còn chiếc biển 90 này, bản 3 bánh cũng hơi độc lạ một chút, 4 bánh chính xác là bản 4 bánh. Còn những cái bản Elite bình thường thì lại đang không còn biển Hà Nội. Đang tìm mua đấy anh em, tầm này là đang tìm mua 50cc cho các con đi học. Đúng đầm đấy chị ạ, chị ấy nên theo dõi và cân đối. Anh chị Nguyễn Liên vâng, thì anh nên chọn, là anh chọn sớm nhất để cho lấy được những cái chiếc 50cc trong giai đoạn này nhá. Vâng, tiếp theo một chiếc Grande. Bản mới nhất anh em nhìn, từ thiết kế đèn và có cái logo trong nhá, các bác nhìn không đơn giản để lên được những cái logo thương hiệu bên trong này đâu, thay bây giờ nó phải là chính hãng mới thay được. Đấy nên gần như là nhà máy sản xuất ra những cái đồ xác nhận xác định luôn là khỏi phải thay thế, thị trường không có bán, phải vào hết. Từ gương này, đấy cái màu gương nó cũng giống với màu sơn các bác nhá. Dòng thiết kế của Grande nó thiết kế có tính năng cao như vậy nên những cái phụ kiện thay thế của Grande gần như là các bác phải xác định đặt hoặc lấy trong hết. Vâng. Nhưng lại là toàn đồ chính hãng, những cái sự hỏng hóc của những cái đồ chính hãng là anh rất ít. Anh em mới vào cho em xin nút chia sẻ mọi người nhá, cho rôm tí anh em comment lên đây anh em thích lấy dòng gì. Có thể comment vào đây để hai chị em lên từng xe một cho anh em luôn dạ, mọi vâng. nhá. Vâng, chiếc xe này rất là mới á, siêu mới luôn. 3.000 cây mà. Đây anh em nhìn củ láp này, đè bông ốc này, cụt to này, bóng căng luôn này. Cần phanh, chưa tí nào luôn.
Ok nha em, biển số là 29S2-14145. Có đầy đủ các công nghệ nhá, như là ABS chống bó cứng, hàng tiết kiệm xăng, động cơ 125, bản bóng. Rồi, yên này, yên Zin này. Tất xe yên của tháng 9/2023 thì các anh em hình dung rồi, anh có thể xem cốp cũng rất là rộng rãi. Đấy, khóa sập ăn cây, cốp rộng, sổ sách bảo hành hay là mã khóa, mã vạch đều có đủ hết trong này cho các khách hàng nhận định. Hai khóa, tức là họ hai khóa mở cốp dự phòng thôi nhá, còn một khóa sập ăn cây là nhà máy chỉ sản xuất ra một khóa này thôi. Nên bác không thể đòi hỏi hai cái đấy có được. Đấy. Yamaha. Zin tháng 9 của 2023, 3.000 cây các anh ạ. Đấy. Hàng gần như là chả có gì để chê. Anh có thể kiểm tra cái công nghệ ABS ngay trên này. Kim xăng nó chạy, các anh em nhìn đây, kim xăng bên này rất hay. Còn đây là vòng tua. 3.200 cây anh em nhé. Đúng rồi. Giá là 43 triệu. Bản ABS, đôi lốp Zin, sơn Zin, cả gương còn Zin, các cái cùi tay nắm này các anh em xem lại một nữa để thấy. Không có một cái chảy xước gì, không có một cái chảy xước để vị trí này. Zin hết. Mép này cũng vậy. Ốc sáng quắc luôn. Anh em đi cũng được. Chị em đi cũng được. Đúng rồi, màu đen này thì anh chị em nào anh đi. Anh em đi thì nó cũng hợp lý thì là cao to đậm. Mới lắm anh em ạ. 3.200 cây có gì phải lăn tăn. Đúng không? Gương được các thứ đầy đủ. Để theo đánh giá của khách hàng nhận xét chung thì riêng chạy các anh em ạ, Yamaha chạy đỉnh hơn Honda, chất hơn Honda, chắc hơn Honda. Đấy, chỉ có những cái độ bền thay đổi thì Honda có thể nhỉnh hơn với độ Yamaha thôi. Chứ nếu anh em vì cảm giác lái, cảm giác chạy thì Yamaha luôn luôn là cái lựa chọn hàng đầu. Vâng. Đúng rồi, bốc mà đầm, chính xác bốc ạ. Nhưng vẫn có độ đầm của xe. Vâng. Vâng, tiếp theo anh em nhá, một chiếc 81, cúp 81, con này ngon mà nhỉ. Con này cúp 81 này. Anh Nguyễn Đình Mão, Hoàng Dung xinh đẹp à, chưa anh ra mua con 3700 thì bị chốt mất rồi, có xe Zin Việt 204 đẹp gọi anh nhé. Và okay, anh Mão okay, anh để lại số điện thoại nhá. Khách 3700 là khách của em, cũng cọc trên đấy để em nhận đấy, để em hỏi xem là anh ấy hẹn ngày ngày chủ nhật à, là ngày kia. Ngày kia ra lấy. Đấy, nếu mà ngày kia mà anh ra anh ấy anh phải cọc luôn anh ạ, tại vì là bọn em livestream này, nếu anh xem được livestream anh nên cọc luôn giúp em cái. Anh nhớ nếu mà đấy anh ra sản nhiều phẩm khi có một các bác ạ. Đúng những rồi. Cái hàng live sáng nay rất nhiều sản phẩm về đấy, cũng live buổi sáng. Nếu mà bác nào đúng sở thích, đúng nhu cầu hãy cân đối chốt sớm nhất, vì khi các bác chốt chậm là các anh khác đã cọc mất, là bọn em cũng chỉ báo là xe bán rồi không còn cách nào nữa, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo một chiếc 81. Anh nhìn hình rất thích anh em. Con này hôm trước chị mang nhún nhún cả xe, đúng không ạ? Hàng Honda riêng cái giảm xóc cực kỳ ấn tượng luôn, rất chất của hàng Zin, chất đẹp. Anh em đang ở trên live cho em xin nút chia sẻ để chia sẻ cho em này nó về với chủ mới đấy ạ. Rồi, vì nó rất đẹp và rất chất. Vài bữa rồi. Đấy, một chiếc xe cúp, xe 81. 81. Rồi, 81. Rồi anh cho em xin một vòng đồ bò con này cũng đẹp mà. Đấy, còn đồ bò cứng nhỉ? Vâng, hàng đẹp mà. Hải ra máy anh em nhìn đôi ra máy này. Rin anh em nhá, rin. Đấy, 81 rin. 1990 đẹp hơn chưa? 40, đúng không? Vâng, à, rất đẹp luôn. Sơn từ cái chân nan. Chân nan, các anh em nhìn chân nan. Chân nan từ năm hộp xích này. Đấy. Biển 72, hàng 50cc. 81 đẹp, zin cốp nổi 90. 72AS. Nó là hơn 50 anh em nhá, một cúp tấm 1 zin. Đuôi nha, đuôi nha, tất cả này nó một chút thôi, không đáng gì, nhưng nó là đuôi zin, anh em nhìn cái tán này này. Nên giữ lại để nguyên bản tất cả những cái chi tiết này giúp em. Kể cả thớt ở trên đều là zin nguyên bản hết. Đây, anh em nhìn sang hàng đều quay theo gần xe, em sát rất cho rắn em quay xe, rất rắn xe. Ừ, đây, anh em nhìn thấy không? Thôi dạn dạn theo thời gian thì không tránh được đâu ạ. Anh em nhìn cái nắp bình xăng này, đấy. Từ thần 1990 đến tận bây giờ anh em nhìn, đấy. Đẹp. Anh em trên live cho em xin nút chia sẻ để em nó về với chủ nhân nhá. Anh em nào đang có nhu cầu và muốn mua chiếc 81. Vì rất nhiều các khách hàng, vâng, rất nhiều khách hàng có đam mê về dòng xe cổ những chiếc 81 này nhưng lại không có dịp hoặc có gặp đúng lúc xem những buổi live này. Con này nổ phát nhẹn tinh. Nên là không biết được những chiếc xe này vẫn đang còn và đang có giao bán rất hợp lý. Chính xác là 35 triệu. Nhớ cho em là máy zin, sơn zin nhá. Anh quay lại một lần nữa để thấy cho các anh em thấy tất cả các cái cụ xi nhan này. Đấy, bánh giày này anh em. Mô ben zin hết, cụ đều zin hết. Kim vàng giọt lệ đấy, những năm tháng đỉnh nhất của những thằng 81, 50 này rồi, đúng không ạ? Đẹp, rất đẹp, rất đẹp. Máy anh em nghe tiếng máy của em, máy khủng bố luôn. Thực ra anh em những cái xe này nó cũng sau là đam mê. Này là sau phim vàng giọt lệ 90, phim vàng cũng không phải là đam mê và thích và đẹp. Muốn siêu tầm. Đúng rồi.
72AF 02407. Rồi, đấy, để bác nào đang rồi, cần. Anh, máy vẫn đang Kim. Nổ nhá. Máy vẫn đang nổ. Có quay 100, máy 100 nào đẹp. Sáng em có chiếc đẹp mà, lốp còn zin sơn. Không, giới zin. Thiệu anh xem với anh Như màu Kim. Đen. Anh xem lại cái đường live buổi sáng nhá. Máy 100 rất đẹp. Đây, cái này để anh lại. Anh báo với các bạn nhân viên ấy, các bạn ấy gửi cho anh buổi live buổi sáng ấy. Đẹp đúng không? Em có live rồi, kỳ đẹp đấy. Cả xe hai bên luôn. Hay là Mayer những cái điểm mạnh của xe là các bác nhìn thấy ngay trục giật hay càng đây có các cái tán này ốc này ba mấy xứng triệu đáng anh em không anh... dễ gì tìm được đâu ạ. Hàng 81 đẹp hiếm nhớ lắm, là đẹp zin nhìn nó rắn đanh một chút tí đuôi không đáng bằng một đầu ngón tay thôi, còn lại anh em nhìn thấy cực kỳ ấn tượng luôn. Anh lại một lần nữa cho em để thấy những cái trục giật hay là lườn lóc của xe đúng không ạ? Quá đều luôn, quá đanh đanh luôn. Đây cái đuôi có một tí không đáng gì đúng không ạ? Còn các cái sinh nhan trước sau các bác nhìn này đều zin hết. Rồi ba mấy triệu nhỉ? 35 triệu ạ. 35 triệu nha anh em nhá. Vâng, một chiếc rồi. 81. Anh Đỗ Gia Hưng hỏi về Way 110, em vừa like chiếc cũng đấy, rất đẹp, biển Hà Nội, biển tỉnh. Bên nhà em còn một vài chiếc biển Hà Nội nữa. Anh có nhu cầu về Hà Nội hay tỉnh thì anh báo các bạn online gửi cho anh nhá. Anh Lê Trực, chiếc này giá bao nhiêu? 35 triệu anh ạ. Anh Nguyễn Đình Báo đã để lại số điện thoại rồi. Vâng, anh Mão để em báo khách, nếu không có thì em gọi lại cho anh nhá. Vâng, anh Quang Hải đã có Dream Thái tầm 60 không? Hiện tại là đấy em thái 60 em không còn, còn con rút hồ sơ 4 mấy triệu ấy. Đấy là Di Việt ạ. Di Việt. Rồi, chiếc bô còn, cái bô vẫn còn đẹp này anh em nhìn. Đi ra lại đấy nhìn Goxi này, bô Goxi này. Còn trong này nó có một cái lượn tán nhé, các bác nào mà để ý cái bô zin trong này nó có những cái tán đinh, đinh tán của nhà máy, đinh tán rất đẹp luôn. 81. Vâng, một chiếc bản đèn bi nha anh em nhá. Anh em nào tín đồ của Ablet bản Banda. Đèn bi. Xe cũng dành cho gọi là quốc dân được đúng không ạ? Với các anh em nam giới thì Ablet gần như là quốc dân. Động cơ 125, hàng trắng xám ghi. 2013 là... anh em nhé, xe đã được dọn sạch sẽ trắng rồi. Xám, vâng. Trắng xám ghi đấy. Trắng đây trắng ghi này. Đấy, trắng gọi là trắng xám ghi. 2013 bản 125 anh chị em nhé. Đấy, tóm lại xe này đã được sạch sẽ ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. Đấy, ra máy vẫn còn rin. Biển 37 Nghệ An anh em nhé, 37H110260 2013. Giá cực kỳ yêu thương, 16.500.000. Giá cạnh tranh với những chiếc LED 110 các bác ạ. Đấy, chưa bao giờ LED 125 xuống được đến mức độ giá còn có gọi là 16.500.000. Dọn dẹp xong xuôi, lốp trước lốp sau mới. Đây, máy thì nổ cho anh em nghe, hình thức vuông vắn. Gọi là về bây giờ đổ xăng và lăn bánh thôi. Máy 125 đề từ nó rất là êm, nó không như cái đời cũ đề sẹt sẹt mới nổ. Đấy, dòng này dáng cũng rất đẹp đúng không ạ? Dáng này nó đầy xe, các anh em nhìn tổng quan cả cái xe rất là đầy đặn. Đấy, biển thì đấy, nếu các bác không quan tâm đến biển thì chọn cho em con này. Biển tỉnh mà thì nó sẽ rẻ hơn. Hà Nội thì chắc phải tầm 19-20 nhưng mà tỉnh bây giờ còn 16 năm các anh em nghe máy. Rất hợp biển lý. Biển 37. Biển 37 Nghệ An. Đẹp nhá, dọn đẹp xong anh em nhìn cái lốp này, lốp trước lốp sau mới tinh hết nhựa này. Xong xuôi đâu đấy hết rồi, tổng quan lại cả xe thì bây giờ các bác thì gọi là đổ xăng và lăn bánh, không cần phải đầu tư thêm gì nữa. Dành máy cho các bác. Không bạn? Vâng. Anh hỏi về chiếc nào? Chiếc 81 vừa rồi. Chiếc 81 vừa rồi là máy zin anh nhá, còn chiếc Ablet đây để báo anh em. Máy cũng zin nhá. Đấy, hàng LED 125 2013 đến giờ máy vẫn nguyên bản. Vâng. Hình thức có spa lại thôi. Như rồi, những cái vị trí nhất định thì Mai có sơn lại một chút. 16.500.000 máy gì? Hợp lý nhỉ? Vâng. Con này bằng máy con AV. Nghe máy này. Đầu to. Đấy, chắc bình luôn. Shop mình có mua xe máy Longines không ạ? Mới kính con, có anh ơi. Cứ mới con, mới kính con, xe chất lượng. Vâng. Bên em mua bình thường nha anh, Mai chất lượng nhá. An ninh pháp lý đảm bảo. Vâng. Là bọn em sẽ nhập. Đấy, các anh em gửi hình ảnh để hoặc là mang đến trực tiếp để bọn em có thể xem và kiểm tra. 16.500.000 LED 2013 biển 37. Hình thức có dọn dẹp spa, máy móc nguyên zin để phục vụ khách hàng nhà mình. Giá mới đấy anh em, giá những cái 16.500.000 bây giờ chính ra lít thì còn cao hơn nữa. Ok, tiếp theo nha anh em nhá, tiếp theo một chiếc Rix 2016. Vâng, bản vành nan phanh cơ. Sơn xi này, để các anh em nhìn cái lớp sơn zin của xe này. Còn nguyên luôn đấy xe này. Càng này, càng này rồi, càng có spa lại chút, bên này có rôm rôm một chút, càng Mayer là có spa, còn những cái chân nan vành bánh này nó vẫn đều, chưa gì xét gì, nhưng sơn nhựa là còn theo xe. Máy là còn zin. Đây các bác có thể xem qua cái này đúng không ạ? Hai máy bếp có nhìn cái tem dọc.
da máy còn zin, sơn tem vẫn còn. Hộp xích họ cũng chưa sơn lại, vành sau, chân nan vành sau ok, chưa có gì xét gì. Tổng quan xe là máy zin, sơn zin, nhũ càng đằng trước có bắn tỉa. Vâng, biển 36B5 anh em nhá, 31193. Đấy, 016. Đấy, vành nan xanh cơ. Xe cũng đều đều vừa vừa thôi anh em nhá, không phải là hàng xuất sắc. Là đời đấy, nó là hàng cho anh em đi ăn đi làm. Em nổ máy cho anh em nghe luôn ạ. Chết cha rồi. Nổ máy giận hộ chị cái. 2016, giá 2016 mà những cái giá có 12 triệu thì em thấy nó cũng rất là yêu thương rồi. Bình ắc quy bảo hành. Đấy, để có thể hết bình anh em lấy em thay bình khác. Bình mới tinh cho anh em mình. Hàng chế cơ, chạy nó sẽ thoát máy, thoáng xe chứ nó không bị ì hoặc gằn như dòng FI. Về lên FI thì tuy tiết kiệm xăng hơn được một chút thôi, không nhiều các anh ạ, nhưng mà chạy nó sẽ yếu ì hơn. Con này mới là thoát máy. 2016 mà giá là đang còn 12 triệu cho một chiếc GSX. Đấy là đúng giá rất là hợp lý phải chăng rồi. Hình thức thì em vừa trao đổi rồi, sơn hình là vẫn còn. Nhũ nhựa, nhũ ấy là có một chút bắn tỉa lại hai càng cộng với Meyer. Còn máy là zin. Đấy. Bác nào đúng tỉnh 36 mình hay là những bác đang cần một chiếc xe đi ăn đi làm thì hãy lên cân đối cho em mẫu này nhé. Vâng, tiếp theo một chiếc Winner nhá anh em nhá. Winner V đấy, giá thì dao động bằng một chiếc xe quay bình thường thôi. Anh Quang Linh lên like xe The Gym đi. The Gym à anh? Lên like xe The Gym. The Gym thì chắc là em có một vài chiếc buổi sáng em có lên hình đấy. Thì nếu mà anh có rảnh anh có thể xem lại. Còn hiện tại Gym thì bên em còn một vài chiếc Gym Việt như biển 36 hoặc là đã rút hồ sơ cầm tay. Anh cần thì các bạn online sẽ gửi chi tiết cho anh những chiếc đấy. Vì Đức báo là phải sau 5 hôm mới lôi ra. Trong hôm nay mới được có 3-4 hôm, chưa đến giờ. Đấy. Đây, tiếp tục cho anh em mình một chiếc Winner, bản gọi là bản V1, Winner V1, bản đời đầu tiên của Winner. Ưu điểm là 6 số, giá rẻ, nhược điểm là dáng nhiều các bác chạy xe đều có chung nhận xét là dáng nó chưa được thật sự là câu view, câu mắt lắm, yêu lắm. Đấy, về cái dáng dấp, còn động cơ là rất yên tâm, hàng côn tay 27. 6 số, máy zin, hình hài cứng cáp chắc chắn. Em nhớ lốp còn này, các bạn nhìn. Lốp 27 vẫn còn, yên tâm quá gì đúng không ạ? Biển tỉnh nha anh em nhá, con này biển 36 á. Biển 36B6 29353. Vâng. Giá con này thì hợp tình hợp lý dành cho anh em thôi. Đấy, anh em chạy công tơ chạy vạn 6 này, lốp còn zin theo xe. Lốp còn zin mà. Vâng. Chuẩn chỉ anh em nhá, chuẩn chỉ luôn này. Hàng Honda 150 bản Winner X, quên. Winner V. Winner V1. Vâng, V1. Đấy, máy vẫn nổ anh em nhé, chạy có hơn vạn thôi. Nên anh em thích những cái dòng này giá dao động rất là hợp tình. 16.800.000 thôi. Bữa nay xuống, bữa trước like hơn 17, nay còn 16.8 thôi các bác ạ. Tem này vẫn là theo xe này, tem theo xe và máy zin rồi. Mốc cả máy lên, ra máy vẫn còn theo xe các bác nhìn. Đấy, ốc trục cực đẹp luôn, ốc báng để chân tất cả không có mài mòi hoặc là xước ngã tà vẹt gì cả. Đấy, xước thì có, còn những cái tà vẹt ngã thì gần như là không luôn. Đấy, anh em nhìn. Yên áo. Giá tiền 16.800.000. Một lại một lần nữa cho em các cái phím bấm tay bấm rồi. Cầm. Nó cực kỳ ấn tượng. Vạn 6 chuẩn nha anh em nhá, tại vì lốp vẫn còn theo xe. Zin hết luôn, kim đỏ chót. Phím trước đề này. Đều theo xe tất. Ừ. Winner. Mẫu những cái dòng xe gọi là xe côn 6 số. Bác nào có đang có nhu cầu và có những cái đam mê dùng chơi xe côn thì em khuyến khích cũng là khuyên các bác sử dụng những chiếc xe cũ như Honda nó lành như thế này. Và giá thành đã hết giá lỗ rồi. Các anh em mình đi một vài năm, thường là xe côn em để ý các bác chạy đôi ba năm là có những cái sự chán chuyển sang những dòng xe ga, hoặc là gia đình nhu cầu bắt sang xe ga đúng không ạ, thì bắt đầu sẽ chuyển, thì các bác mua lại những chiếc xe cũ với cái mức giá đã lỗ hết giá thì mình mai sau bán lại nó sẽ cực kỳ ok anh mến đi nhá. Rất hợp lý, trải nghiệm 1-2 năm nên chơi những chiếc xe cũ này cho em. Máy vẫn zin, xe vẫn chất, lốp vẫn còn. 16.800.000. Qua B2 biển 280 anh chị, anh Bùi Tấn. Để em biển check anh nhá. Thì anh em ra xíu. Vâng, ra biển Hà Nội và các biển tỉnh là em có. Còn như đúng biển 28 thì em còn hai chiếc đấy, hình như em báo anh lần trước rồi. Một chiếc là 2021. Giá 32 triệu chưa dọn, một chiếc là 2028 à hai biển 28 2010. Giá thì có 13.500.000 thôi. Đấy. Đã từng like rồi, một mẫu xe nam, hàng Suzuki GZ đúng không? Suzuki GZ, chính xác là Suzuki GZ. Vâng. Đang tuột mất công tác đề. Đấy anh em. Vừa mang đây đi sang đây được, thế nhưng mà dựng chân trống lên để đề thì nó bung mất nút đề anh em ạ.
Đấy, một chiếc Suzuki GZ 150. Mua của anh Thái Mô Tô thì phải, em vẫn nhớ chiếc này. Vâng. Đúng rồi. Biển số 29P Cầu Giấy nha anh em nhá. P134738. Cho con này hôm vừa rồi cũng có nổ ngon lành cành đào hết rồi. Nó kìa, hiện tại là nó đang bị bung nút đề, đang để trong cốp không biết là chỗ nào. Anh em sẽ xử lý cho anh em cái này luôn mọi người nhá. Anh em nếu mà thích thì bọn em sẽ gửi cho anh em video sau, video mới. Con này lắp đề, lắp cái núm đề rồi. Vâng, okay. Đời 2014 chưa bao dọn, đang dọn thôi. Tuột nút đề hay không thì bên em sẽ dọn dẹp lại cho anh em. Sơn zin, máy zin đẹp ở những dòng xe nam này, gọi là xe nam đấy, dòng Suzuki GZ này, xe nam anh em hay gọi, đều là zin chống rỉ hết các bác nhìn nhé. Cái này các bác đánh bóng lên, cho xăng vào dùng một cái rẻ thôi, đánh lên nó sáng, sáng soi gương được luôn là đúng đấy. Tất cả hay cái càng zin vành này cũng thế này các anh em này, đều là hệ thống chống rỉ mà nó bằng dạng như inox rất okay, đẹp. Ok bạn Đỗ Ngọc. Đấy chứ nó không phải là những cái hoặc là đẹp gang nữa, chứ không phải là những cái sắt vành sắt như bình thường. Zin hết này các anh em, nhìn đẹp, đồ nhũ. Trước này ấn tượng cái đồ nhũ nhá. 2014 đến giờ là 10 năm nhưng cái đồ nhũ hay tem chủ xe giữ này anh em thấy ứng tượng. Bô cũng vậy này. Nguyễn Thành Hương. Có xử lý một chút bô lần trước cũng đã báo rồi. Có một chút gãy bô nên xử lý spa lại. Còn lại anh em nhìn tất cả cái nước sơn zin của xe cũng như đồ nhũ cực đẹp luôn. Vâng. 2014 Suzuki GZ bản máy 150 biển 29P134738. Vâng, giá anh em là 34.500.000. Suzuki vừa đi vừa đẩy. Mẫu cũ thôi các anh ơi, mẫu mới này chạy chất mà, xe nam đúng không ạ? Ngồi giống kiểu phăng xẻng ngày xưa này, nhìn chất trời đúng rồi. Cái này nâng hạ được nhá, cái tay nắm này các bác hạ lên nâng xuống được, nên là cầm thế nào mình thích là được. Anh em cầm đứng cũng được và cầm ngang cũng ok. Đấy, giá ngồi rất là thoải mái, xe nam, không phải là dáng thể thao. Đấy mà ôm bình xăng, dáng này là dáng gọi là sang chảnh, nhưng anh bác nào chất chơi lên quả nhiều anh em thích dòng này mà. Màu mõm đại bàng hay là một số những cái chi tiết nó gọi là hầm hố lên một chút thì GZ này cực kỳ dễ lên đồ. Có một lúc có một thời điểm là anh em rộ lên tìm chính mua xác đến GZ giai đoạn 150. Hiện tại nhá, GZ 150 đời mới cũng không bao giờ có. Chẳng qua các bác lăn tăn chiếc này, em nghĩ là các bác chê cái đời nó 2014, em vẫn nhớ. Nhưng giá còn 34 triệu thôi. 34 triệu dọn xong thì 345, nhớ bữa trước xếp like rồi. 34.500.000. Đấy. Dọn luôn cho anh em nhá. Có những cái thay nút đề đánh bóng dọn dẹp lên cho anh em tổng qua. 34.500.000. Vâng. Giá rẻ. Mến Ly đang bảo là rất đẹp. Có rò rim biển 22, hiện tại biển 22 không còn rồi Mến Ly ơi. Bán rất chịu đẹp. Suzuki không anh Tuấn đẹp, Thành có anh đẹp, ơi. Đẹp. Chật. Cảm ơn là anh rất ơi, là nhiều để nha. Để một chiếc xe chơi kê ở nhà đi lại mua một chiếc GZ nhìn nó chắc chất hầm hố. Anh em mua SH ai cũng biết bình thường. Chơi những chiếc GZ này nhìn nó khác hẳn. Mà okay. Máy vẫn zin mà giá 34.500.000. Bác nào có nhu cầu thì anh chốt. Anh Lê Tiền Khởi đang bảo là mang con Dream 98 lên xem luộc không nhé. Ok anh. Vâng ạ. Anh cứ mang lên luôn, bây giờ thì còn ở đây, đang ở đây còn trên live, còn nếu mà lúc nữa thì bọn em xuống live mất rồi. Thì anh lại gặp trực tiếp giám đốc. Tiếp tục. Đấy. Vâng. Một chiếc lít nha anh em nhá, lít. Một chiếc lít đời 2009-10 ạ. Rồi con này 2010 rồi, biển 30K7-98-9863 anh em nhá. 2010 đầu 9 rồi. K thì nó là đậu được. Hàng máy zin các anh em nhá. Xay sách này có sơn lại thôi. Nhựa sơn là vừa mới em nhớ chiếc này. Rồi 2010 vừa mới mua xong, vừa mới dọn xong, mua tối hôm qua. Rồi. Một chiếc lít nha anh em nhé, 110, tay sách, tay chiếc, dọn tóm lại là dọn một con này ngon lành cành đào hết cho anh em rồi. Anh em yên tâm, không phải lo lắng về chất lượng đâu nhé. Chất lượng bên em đã lo cho anh em rồi, nên anh em cứ rồi, yên tâm. Giá cực kỳ hợp lý, 9.300.000 thôi, 9.300.000 cho một chiếc lít các bác này. Bao cả dọn luôn, vì em nhìn rồi, có cái okay, tay sách thôi, còn lại là bóc ni lông ra, đánh bóng, bóc ni lông ra đánh bóng. Đây các bác nhìn qua là có vết xước bên trong này, xước một chút đúng không ạ? Đấy màu trắng, xước như thế này là gần như không đáng. Phần trước này là không dán ni lông nên là màu nó sẽ sang một cái màu khác. Bên trong này là dán, các bác nhìn này, giáp lai của đoạn dán ni lông bên trong này. Đấy. Trước này là không dán ni lông nên là cái màu nó sẽ bị ngả sang một màu khác nha anh em nhé. Còn đây là toàn bộ trắng dán ni lông hết. Khoa trong veo, hình hài chắc chắn, máy móc nguyên zin. Giá tiền 9.300.000. Ôi, 9.300.000. Biển Hà Nội nhá. Những chưa đầy 10 triệu đồng. Anh em nhìn pha kính 110. Này. Ui giời. Pha kính đẹp nha anh em nhá. Chỉ hai cái bên này, con này với con này nó hơi khác nhau tí, chắc vì con này ni là lông. Đây là dán chứ. Cái này là không dán, nó bị ngả màu bị đi. Ngả hoặc màu là đấy. Đã từng sờ ba lại rồi vì đã là không dán ni lông mà. Không nằm trong danh sách bảo vệ của chủ, nó sang màu khác ngay. Cốp rất là rộng. Anh em có thể xem lại một lần nữa cái cốp xe. 9.300.000.
9.300.000. Rồi. Đây, tất cả này. Tìm bấm này. Đẹp đúng không? Sạch sẽ rồi đều, đúng không? Đồ sần này, gì đấy anh em nhìn đồ sần này là theo xe đấy nhá. Đấy cái độ sần gai, gọi là sần nó gai nó không có ố bạc. Cái phím này là mọi người biết là xe đúng nó rồi. Ít đi mà. Rắn giỏi chắc chắn. Đúng ta. 9.300.000, bao cả dọn nhá, bao cả dọn luôn. Các chị, các bạn nữ thích những chiếc xe gọi là tiện ích tối đa. Mến chất ly. Lượng ok, giá thành hợp lý thì lên Dream đi chị ơi. Rất nhiều khách hàng thích Dream. Ok, báo Đức rồi, những chiếc nào like 3-4 hôm cũng vẫn ra phục vụ anh em được. Vâng, tại vì Dream bây giờ hiện tại bên em vẫn đang cháy hàng mọi người ạ. Có vẫn mua bán bình thường, vẫn giao lưu bình thường, vẫn về, vẫn liên tục vẫn về. Vẫn mong mua những chiếc Dream đẹp và chất, nhớ đẹp và chất, giá thành nó hợp lý là được thôi, bọn em cũng không mua rẻ được. Đấy, cứ hợp lý rồi lại cộng 2-3 triệu giao lưu với các khách hàng đang hỏi ở trên. Đấy, nên anh em nào có xe, những chiếc Dream đẹp và chất có thể liên hệ để bọn em đưa ra những cái giá tối ưu nhất ạ. Rồi, một chiếc Vision anh em nha, 2018 bản sần. Bản Sport, bản đắt, lên mặt nạ thể thao này. Đây là cái mặt nạ răng cưa là thể thao. Đấy, còn lại là củ phanh đỏ, tem đỏ, thụt sau đỏ. Mặt nạ cửa sổ thể thao. Rồi. Đấy, củ phanh đỏ nha anh em nha, tay sách đỏ, củ phanh đỏ, tem đỏ. Đấy, đời 2018 bản đen sần, bản đắt nhất nha anh em chị em nha. Đấy, bản này là bản đắt nhất trong... Sau đó họ mới sang đến khóa Smart Key là lên cao, cuối 18. Rồi, 29C16... 9044 ạ, 2018. Đây em nổ cho anh em nghe luôn. Xe 26 triệu. Vâng, rồi. Vâng, những cái giá Vision, những chiếc xe dư siêu dư giá là những chiếc Vision đối với xe ga, Way đối với xe số. Đấy, anh em nào mà chọn những chiếc Vision thì cũng phải xác định luôn. Nó là những mẫu gọi là siêu dư giá. 26 triệu cũng là những cái giá đã được rẻ nhất định so với giá xe mới rồi. Còn về chất lượng, em bảo hành máy 1 năm, ắc quy 6 tháng. Anh em thoải mái lựa chọn, ưng ý test thử, ưng ý lấy, gắn bó lâu dài, còn cảm thấy cần thiết đổi các lên đời vẫn tạo điều kiện bình thường nhá. Đấy, hàng cực kỳ ok, dọn dẹp xong xuôi hết. 26 triệu, biển Hà Nội. Đấy, màu đen sần thì cái rè trước này, cái mặt này họ vẫn phải là bóng này, cái phần này nếu còn ấy nó cũng là bóng thôi, nhưng mà đây họ đã thay mặt nạ thể thao. Vâng, lên mặt nạ cửa sổ thể thao rồi anh em nhé, trông thì nó có thanh thoát hơn. Vâng. Trông gọi là dáng dấp trông nó nhẹ nhàng hơn. Rồi anh Bún Đáo đang hỏi là Hoàng Dung cho anh hỏi mấy hôm nay có con Dream nào khoảng 50 triệu về không, chưa em? Không có ạ. Có rồi vâng, anh. Vâng, chưa có anh. Anh Nguyễn Minh Hiếu. 125/2023. Hiện tại là 25/2023 có luôn. Có đấy anh, 70 một tí anh nhá, phải tầm đấy. Những chiếc đẹp biển Hà Nội, em vẫn nhớ có những lúc mua rất cao màu trắng. Còn ABS nó cũng chỉ tầm 7 mấy thôi, nên anh có thể lựa chọn cả C hoặc A. Rồi đến với anh em mình là một chiếc Dream biển 36, đầu máy 15, đời rất là cao, 1 năm đầu máy chót rồi, đời 2012. Hình hài thì cũng có những cái dọn dẹp nhất định. Máy ơ trước này là sờ 3 rồi, đây Dream này, còn lại cái máy ơ này có sờ 9 ạ? Biển 36. 36 à. Cố gắng hôm nay em sẽ xuống cái giá thật sự hấp dẫn nhất để cho anh em lựa chọn những chiếc Dream gọi là còn lại trong nhà. Rồi, biển 36 nha anh em nhé, 36B2, 38147. Đấy, anh em nào quan tâm những chiếc Dream giá vừa phải hơn 22 không? Triệu thôi. Anh em nhé, Dream đầu máy 15 mà giá còn 22 triệu cũng là những cái rất là phù hợp rồi. Có cái trước này thì ra máy hay là càng may ơ trước là có spa lại nhất định rồi, không tránh được. 22 triệu đồng, một chiếc 2012. 12. Đầu máy 15, vâng. Chuẩn nhỉ. Biển 36 nha anh em nhá, biển anh em nào đúng biển đúng tỉnh. Đấy, vẫn nhớ điểm yếu của xe là bộ nóc. Đấy, chắc là cũng phải chắc là lại. Nhiều anh em chắc là phải chê, ba lại chê cái này. Đúng rồi. Thực ra là lườn nóc thì biển thì em thấy nhiều các bác chơi Dream không quá kỳ vọng đặt can trọng vào biển đâu, vì biển tỉnh em bán đi các tỉnh rất nhiều. Chiếc này hình hài ở ngoài nhìn cũng sáng, chủ cũng đã đầu tư dọn dẹp spa nhất định để nhìn xe nó khuôn khá vắn. Nhưng mà do một số những cái điểm như là đấy, như nóc hoặc là như biển, thì anh em nào mà ok được hai cái đấy hoặc cần dọn thì có thể liên hệ báo các bạn bên em sẽ đầu tư dọn đẹp lên cho anh em nhà mình nhá. 22 triệu Dream đầu máy 1 năm đời chót rồi ạ. Vâng, tiếp theo một chiếc 2022 lít form mới nhất, form máy gọi là máy ESP cộng. Hàng anh em nhớ cho em nhìn mặt đằng trước này rất đầy đặn. Nó sẽ có những cái bản khác nhau như là đèn LED 2 tầng đấy, hoặc là đèn xi lông tắt được, đèn xi lông không tắt được. Đấy, nó từng 3 bản một, cũng như là những bản đen sần, bạc sần, rồi đủ các màu. Nhìn chung, còn bản này là bản khóa Smart Key, gọi là bản cao cấp, mua mới cũng đã là cao giá. À, anh em nhớ cho em nhìn cái vị trí tiếp xúc này, Dream, máy này, máy cao nhất này, máy 2022, máy ESD cộng,
ra máy zin, lốp trước lốp sau theo xe hết. Rồi, biển số anh em nhé, biển số 29X2 14600. Nó bị rung vào cái yên này, chân trống đứng này nó rung. Không, yên này. 39.500.000. Vâng, rất là, nói chung là rất mới. Giá thì cũng xứng đáng thôi ạ, tại vì nó là những chiếc xe 2.900 cây, chạy tầm này nó mới ngon mới ngọt các bác nhá. Cốp thì rộng đúng không ạ? Rất rộng rãi với những chiếc cốp của 125. Xe còn sang 2023, sorry, 2023 cơ các bạn, 2023. Đấy, nãy là cốp để trong xe nên là tem gáy để trong xe nên em không nhìn thấy. Hai khóa đầy đủ hết. 39.500.000. Từ cái tay sách này vẫn là theo xe luôn, chưa sở ba lại. 3.000 có mấy nghìn cây, có 2.900 cây thôi mà. Tầm này mới là tầm chạy nó là đấy, anh em nào là muốn tốt. Mua xe lướt mọi người nhá, đấy những cái bản inox này rất là đẹp này, 2.900 km thôi. Vâng. Bản 2023 luôn. Giá để cho anh em nhà mình là 39.500.000. Rồi anh ơi, 2023 xịn sò luôn mọi người nhá, đây chìa khóa cả đôi, cả lủng liển cả đôi luôn. Đấy, anh em nào thì quan tâm, tay sách cũng vẫn còn zin theo xe, bọn em chưa bán tỉa đâu. Tại vì cái đời này thì bọn em muốn đến muốn để cho nó hàng mộc. Nó mới 2023 mà. Vâng, tiếp theo. Đây, zin Việt đẹp. Chiếc zin Việt. Hàng rút hồ sơ cầm tay, gọi là hồ sơ cầm tay. Hàng đẹp và zin đây, các bác cùng đến cái chân nan nhá. Điểm riêng cái chân nan, không biết nhìn trên đấy anh em thấy được không? Xanh ngắt, đẹp gắt. Đấy, đẹp. Zin hết luôn các anh em, zin hết, rất đẹp luôn. Sơn nhựa tem đều zin hết, anh em nhìn cái tem nó vỡ này. Rất đẹp luôn. Đồ đạc đều theo xe, đầu bò máy nguyên đét luôn nhá. Một chiếc đời in Việt đời 2006 đúng không? Vâng. 2005. Zin hết nha anh em nhé. Để tem mát, tem mát này. Hôm nay thấy nó hơi tối tối nhỉ? Nó cứ tối tối này. Trời này nó cũng hơi tem mát anh em nhé. Tem với một tem zin này, càng zin này, bán súng zin này, cái bô xe 100 này. Bô ZC 100, gót xi này, vành càng này, vành này, anh em nhìn tâm nan của em cái. Đây, anh em nhìn tâm nan nhá. Rất là đẹp luôn, con này như báo ra 41 triệu sao em ạ? 40.500.000. Hôm nay còn 40.500.000. Rồi, bên này anh em nhá, hồ tâm nan này, tem này. Cực đẹp luôn. Anh quay em cái tâm nan của em, tâm nan vàng khẽ luôn. Chiếc này tâm nan sáng, điểm sáng rất cao của tâm nan. Xanh ngắt luôn. 40.500.000 anh em nhá, hiện tại rút hồ sơ. Rút hồ sơ. Đúng rồi, anh rút hồ sơ để sẵn nhà em rồi. Vâng, 2005 mà tìm được những cái xe đồ nó còn đẹp thế này các bác ạ. Thì em phải khẳng định nhiều khi nó còn giá trị hơn hẳn những cái đời 2011-12. Tại vì những bác chơi xe có thể chung quan điểm đúng không ạ? Những chiếc đời gọi là đời đầu đi, xin biệt đời đầu 2005 hay là đến 2010. Nó luôn luôn được các bác săn đón những chiếc đẹp. Đấy. Đồ bò mốc gì anh em nhá, zin nhá. Đấy, đồ bò mốc gì luôn. Đời này nó là một đầu bò này kiểu này đấy anh em ạ. Đúng rồi, gioăng xanh, đầu bò, hàng máy zin, sơn zin. Đúng rồi, sơn zin con này hơi bị ốc cực đẹp. Hơi bị rô một tí con này, hơi tiếc nhỉ. Cái máy thì khủng bố luôn. Vâng. Máy được không chê mọi người nhá. Chân nan, đồ nhũ, sơn hình, máy. Giá 40.500.000. Phải cũng là dành cho các bác có đam mê, có tìm hiểu một chút về những dòng zin Việt. Đấy, nhiều các bác cứ thích đời cao, đời chót của zin Việt, nhưng hẳn là những cái đời cũ ấy lại có những cái sự đón nhận của khách hàng chơi xe zin Việt lâu năm nhiều hơn. Đấy, như em bán những chiếc 2009, 2008 gioăng xanh lại được các bác chơi xe thật sự tin dùng thích hơn đấy ạ. Đời này cũng thế, đời 2005, 2006 chạy rất thích. Vinh Nhung đang hỏi là lít à? Lít 2014 bao nhiêu? Tầm trên dưới 20 một xíu ạ. Chắc là dưới thôi, tầm này anh chị em nhá. Bán ra đẹp, anh em cũng căng chỉ mất, đúng rồi. Tầm khoảng 21 trên nhưng mà đẹp lắm thì mới không tầm, bán ra trên 20 được. Không, nếu mà lít 2014 nó cứ rơi vào khung tầm 18 đến 21 triệu. Vâng. 21.500.000 tùy xe. Xe nó cứng cáp, nó đẹp, nó gắt gao thì nó tầm khoảng 21-21 rưỡi. Thế còn nếu mà bình thường vừa tầm 18-19-20. Đúng rồi. Không khung đấy ạ, chị hay anh Vinh Nhung nhá. Vinh à, Nhung, chắc Nhung là chị thấy thì sẽ nhiều chị, nhiều rồi chị dùng hơn. Rồi, đến với chương trình là một chiếc SH. Chương trình. Rồi, chương trình SH. Đấy, đang tiến vào hội trường là một chiếc SH. 2012 thì phải em nhớ chiếc biển đầu P này. Đầu tiên. Đúng rồi. Một chiếc form dáng SH nhỏ hơn những form dáng đời sau. Đấy là ưu điểm của nó, cũng như là giá thành sẽ được ưu ái hơn những cái form dáng đời sau đèn led. Nên bác nào kinh tế hợp lý cần tìm những mẫu SH được động cơ là 150. 150 nhá. 47 triệu cho một chiếc 150 2012.
Đấy, những chiếc xe mà chạy nó hơi lâu rồi, chẳng hạn như là trên 10 năm như thế này, hàng máy vẫn là zin nên các bác yên tâm. Nhưng do nó là hơn 10 năm nên các bác chọn lựa những cái mẫu động cơ 150 là em hoàn toàn ủng hộ. Nó sẽ bốc hơn, thoát hơn. Những chiếc các bác lấy 125 khi nó đã lâu năm quá rồi thì cái độ yếu, độ ì nó có. Còn khi đã lấy 150 vẫn rất là bốc, 2-3 người lên dốc, lên hầm chung cư thoải mái luôn. Giá thành 47 triệu, màu đen. Đấy. 150 nha anh em nhá. Rất hợp lý. Lời đầu tiên. Lúc mới 150, 125 lệch nhau 15 triệu. Quay anh quay cho em cái mặt trên ý. Bây giờ các bác ạ, 150 chỉ còn 47 triệu thôi. Các bác nào tin được không? Thế có nghĩa 125 còn ba mấy. Đồ ni lốc này, đồ đẹp đúng không? Nhựa sơn hình đều rắn giỏi chắc chắn hết lên rồi. Anh em nào mà đang từ một chiếc A-Blade mình có thể chuyển đổi sang một chiếc SH. Giá thì tầm hơn 40. Anh em mua Blade thì chuyển sang con này là ok. Quá mà. Quá hợp lý, mà lại được động cơ 150 cả, nó khỏe hơn hẳn luôn. Đấy, do nó lâu năm một chút, có thể nó yếu, nó ì với những chiếc 125. Nhưng với những chiếc 150, em khuyến khích các bác cứ lựa chọn cố lên một tí, chơi đi cho nó thoải mái, yên tâm. Vì xe nó gọi là hơn 10 năm thì nhiều bác lăn tăn mà. Đấy. Rồi, tiếp theo một chiếc mệnh thổ mệnh hỏa cho em đã được lên Sport. Đúng màu rồi. Hàng là cũng là 150 mà lại là được bản khóa Smart Key. Đấy. Đầu tư rồi. Khóa Smart Key ấy, vì đời xe là 24. Đây anh có thể quay một vòng quanh xe. Cũng là đời form SH đời đầu nhưng lại được đầu tư bộ khóa Smart Key. Hàng rất là đẹp, 150. Con này cũng 150 luôn đúng không? Vâng. Màu đỏ mệnh thổ mệnh hỏa cho em anh em nhá, lên Sport rồi. Lên vành, lên càng, lên tay sách cho em rồi ạ. Đấy anh em đỡ phải lên. Lên một chiếc biển 29B1 29365 150 anh chị em nhé. Đấy 150, anh quay cho em cái mặt trên của em nữa. Đây, đồ phím này, rất tay nắm, tay cầm vẫn còn zin này. Đấy, phanh viết vẫn còn zin đây, không rất bị đâm đụng gì cả nha anh em nhé. Năm sản xuất 2014. Đấy, năm sản xuất 2014, đời 150, màu đỏ. Con này có lẽ là nó sẽ là hợp lý hơn con kia. Vì là nó là màu đỏ, đúng không? Vâng. Không, nhưng mà lại là được đời cao hơn, được khóa Smart Key. Đấy, có những cái nó kéo lại chiếc kia chỉ 22 thôi. Con kia mà thôi, đâu? Em vẫn để 45 triệu. 45 triệu bằng giá nhau. Hợp lý hơn. Trông chiếc kia 47 cơ chứ. Chiếc này giá hợp lý hơn, đúng là giá hợp lý hơn. Màu đỏ, có thể nó thấp hơn màu đen một chút. Nhưng điểm mạnh của xe đó là được động cơ 150 thì vẫn thế này. Được trang bị khóa Smart Key. Được đời cao hơn 2 năm, 2014. Bác nào muốn mới hơn có thể cân đối mẫu này. Hàng 45 triệu nhá. Máy rồi. 150, nghe rất là chắc. Rất đẹp đúng không ạ? Lên, quan trọng anh em lên Sport rồi. Đúng rồi, đấy. Nhìn nó bánh đanh, nó rắn. Giờ bỏ ra toàn 4 mấy triệu là các bác đã sử dụng SH. Rất rất dễ. Vành càng không phải tách. Giai đoạn Tết thôi chứ thực sự chia sẻ. Nếu mà gần giáp Tết, những cái dòng này gần như là những sản phẩm cháy đầu tiên của bên em. Ít cứ tiền gần mà. Giáp Tết, những chiếc SH giá trên dưới gọi là 50. Gần với lại là bay rất nhanh. Với lại là nhiều anh em thích mua 150 có thể lên bộ vỏ nhập. Chính xác. Đấy, lên bộ vỏ nó nhập. Nó bỏ ra 4 triệu nữa, đầu tư bộ vỏ nhập vào nhìn là sang ngay. Mà động cơ là 150, được khóa Smart Key, ngon lành hết rồi. Đúng không? Nó chạy như thế bình thường, máy chất lượng luôn, bảo hành cho anh em đầy đủ luôn. Có chăng là giai đoạn này thôi, SH nó sẽ hơi có độ chậm, độ trễ một chút. Thì bên em sẽ ra chậm, bán cũng chậm đi thôi. Chứ còn bình thường các anh em nhá, SH bán rất chạy. Nó là sản phẩm xe của Honda, bền chắc, lành. 150 ABS anh em nhé, đời 2020. Vâng. 2021 rồi, sorry anh em, 6.900 cây. Đấy, 2021 mọi người nhá. Nó là 150 phanh ABS. Đây anh quay gần cho em. 150 phanh ABS đây ạ, chạy 6.900 km anh em nhìn phím bấm hộ em nhá. Đấy anh em nhìn phím bấm em, tóm lại là những chiếc xe này nó là hàng lướt lát đây. Tay cầm này, chưa có một tí gì phải lăn tăn, nguyên zin luôn. Khóa Smart Key. Đấy. Không có gì phải lăn tăn, chìa khóa thì cả đôi. Sần còn đẹp như nhân, yên áo còn căng nít luôn. Lúc mua là câu chuyện tiền trăm hết các bác ạ. Hơn 100 triệu một chiếc xe 150 ABS này. Đấy. Nhưng bây giờ bán cũ em bán còn 80 triệu thôi. Chạy thì có mấy nghìn cây. Các bác thấy sự khác biệt của những chiếc SH khi mua cũ và mới rất rất nhiều đúng không ạ? Còn về động cơ là cam kết với các bác, máy móc nguyên zin. Đây, các bác có thể xem một vòng, đồ đạc tất cả đều theo xe, từ Oppo này hay là tất cả chi tiết linh kiện này đều zin hết. Cá lấy xe không tai nạn, không ngập nước, để đúng chân bác nào, đúng nhu cầu bác nào có thể lựa chọn 2021. Lốp cũng chưa có thay. Xe cũ mà gần như thôi, nó đến còn phanh, thấy đến lốp, đến đồ nhũ, đến đồ sơn đều còn nguyên bản thì các bác cũng nên yên tâm. Thật sự, xe chưa có tai nạn thì tất cả các chi tiết này nó đều nguyên bản hết. Đấy, không có thay thế.
chạy nhiều chạy ít thì khi họ chưa thay lốp thì khẳng định là chạy ít đấy, nên các bác chọn những chiếc xe cũ mà đầy đủ những tính năng như thế này thì cũng rất là yên tâm rồi, lãi hơn với mới là rất nhiều đấy. Từ các cái kit này anh em có thể xem lại. Vâng, nó là 150 ABS anh em nhá, nên anh em tìm mua một chiếc bây giờ họ dừng sản xuất rồi cơ, sang 160 cơ, 160, 160 ABS các bác ạ, toàn 110 mấy hết đấy, đăng ký xong chứ không phải là 100 nữa rồi. Bây giờ em bán còn có 80 triệu, 150 ABS, hơn 6.000 cây, 2021, lốp còn zin cả xe. Rất rồi, màu trắng nha anh em nhé. Anh quay lại cả biển nhé, nhược điểm chắc là biển thôi. Cảm ơn anh Sơn Thanh rất là nhiều, xe máy Hoàng Kiên rất là uy tín, cảm ơn anh nhé. Anh Nguyễn Minh Hiếu. Tiếp theo một chiếc A-Black đời 2011, cũng là màu đỏ đen bạc đấy ạ. Đỏ bạc nha anh em nhé, đỏ đen bạc. Vâng, bản 2011 thôi. Biển Hà Nội, dòng xe LED có phun xăng điện tử, giá thành sẽ là hợp lý nhất ở trong phân khúc LED đời này. Vâng, anh em nhìn đôi ra máy vẫn còn zin theo xe nhé anh em nhá, vẫn còn zin. Duy nhất thì anh em có bắn tỉa quả tay sách, biển 29V1 17560 ạ. Đấy, anh em thích giá hợp tình hợp lý. 13 triệu thôi ạ, 13 triệu cho một chiếc LED đỏ bạc. Đấy, hàng LED 2011. Giá tiền là phù hợp cho những chiếc LED FI, dáng dấp thể thao, to cao. Nhiều bác thì sẽ chê form dáng này với cái form dáng, anh có thể quay form dáng nhỏ này. Đấy, thì thôi sở thích mỗi bác một lựa chọn. Nhưng bù lại thì giá thành những chiếc LED đầu to này bao giờ cũng sẽ hợp lý hơn với những chiếc LED FI 209-10. Rồi. 13 triệu, dọn dẹp xong xuôi đâu đấy hết rồi, ngon lành hết. Dành cho những chưa bác ký đúng không anh em? Con này chưa vâng, ký đúng. Thích những chiếc LED FI. 13 triệu đồng anh em nhá, con này là bao dọn rồi đúng không? Vâng, bao dọn. Vâng, 13 triệu đồng bao dọn cho anh em đời 2011 anh em nhé, sạch sẽ ngon lành cành đào. Anh em nghe tiếng máy của em này. Vâng, tiếng máy chất lượng luôn, chắc luôn anh em nhé. Máy mới zin đấy ạ. Rồi, ok, 13 triệu. Tiếp theo một chiếc LED. À, LED. Chế cơ. Chế cơ đẹp không? Anh em nhìn quả LED chế cơ dọn lên. Anh em lên quả mặt làm quả FB. Mặt tem cũng em tem trước là FB, tem chỉ sau mỗi là cái chế đầu cơ. Này thôi này. Rồi. Mặt trên vẫn còn nguyên của rồi rồi, chính xác. Của chế cơ. Lên phần đầu. Nguyên phần đầu anh em nhìn. Này, nhìn. Như em, FI luôn. Em vào em cứ tưởng là FI nhưng mà nhìn phần đầu này, phần đầu này nó khác này. Rồi. Nguyên cái mặt FI thôi nhé mọi người nhá. Nguyên cái mặt FI thôi, còn đằng sau vẫn zin của chế cơ. Anh ạ. À, 208 208. Vâng. Dọn dẹp xong xuôi anh đâu đấy hết rồi. Anh tiếp anh em anh ạ. À. Biển Hà Nội 5 số. Rồi, biển 29G168141 ạ. 2009. Vâng. Đời này là đời chót bản lốc đen đời chót thôi ạ. Dòng cuối cùng của LED chế cơ, giá để trên like 10 triệu thôi. Dọn xong rồi cũng thế, Đức bảo dọn với 300 thôi. Anh em làm quả nhìn quả này về dán quả tem FI cho em giống y xì tem FI. Y xì luôn mới đầu vào mình nhìn cứ tưởng FI. Giá 10 triệu đúng không ạ? Rất phù hợp và hợp lý. Bác nào đang cần một chiếc LED rẻ ạ. Dòng Honda thì nó là chắc rồi, lên bền lành chắc chắn thì chọn cho em chiếc này. 10 triệu. Hay. Đấy. Sẽ là những cái phân khúc hợp lý cho các anh em nam cần một số tiền phù hợp để chơi những dòng xe gọi là LED, nó gọi là nhìn dễ nhìn. Mấy mặt. Triệu nhỉ? 10 triệu ạ. 10 triệu đồng. Được. 10 triệu đồng sạch sẽ ngoan lành cành đào nha anh em. Đây là làm của em quả tem FI đây. Đấy đi ra vít lên. Nhìn nó tôi mới đối. Mua 17 củ. Đây. Ai biết máy đâu dân bình thường chỉ nhìn thấy thôi, bình thường. Anh em thích làm lên quả tem cho em nhé mọi người nhé, quả này quả tem này thôi. Đầu tư quả tem với quả nẹp nữa là được. Đúng rồi. Lên cả tem cả nẹp luôn. Anh em này làm mấy trăm nghìn thôi. Được. Không cần phải nẹp tầm hơn 300. Vâng. Nẹp nhựa này anh em nhé. Anh em nhé đừng làm cái nẹp mà không cần inox đâu. Đấy, làm cho em lên inox thì lại ác quá. Đúng rồi. Là ok nhé mọi người nhé, chứ không phải lăn tăn gì. Vuông vắn đều đặn. Dọn dẹp xong xuôi. 10 triệu. 10 triệu đồng. Lên chế cơ. Rất là thông dụng phổ thông. Rồi, anh em chắc chị Dung cũng bảo xe FI anh Trọng Cường, xe chế cơ anh ạ. Hết xe, Đức bảo hết xe nhưng chị Dung bảo là chị Dung để cho chị Dung nghỉ. Để chị Dung nghỉ, nay chị hot 2K nên nó ra là giọng cũng bị khàn rồi anh em. Rồi, còn đảm bảo like lâu dài để phục vụ anh xe em. Xe FI không anh Đào Cường ơi, xe chế cơ. Đấy anh mặt nhìn nó là mặt FI thôi. FI duy nhất nguyên cái mặt này thôi anh nhá. Đấy, còn cái mặt trên này của nó là vẫn của chế cơ. Anh em thay một bộ coi như là một cái mặt đầu này là đổi của FI thôi. Mặt này là sau vẫn còn nguyên của chế cơ. Vâng. Em treo thế thôi, anh em dán con FI vào mọi người nhìn thành FI thôi. Vâng. Hoặc là anh em lên làm tem. Lên bộ tem thế thôi, chứ còn là đời của nó là đúng đời chế cơ đấy 2009 anh ạ. Dạ, có vâng. 10 triệu đồng với anh em nhá. Rồi.
rồi. Vâng, anh em lại lên view xem rồi, nhưng mà thôi rất là tiếc. Vâng. Để hẹn lại cái like ngày hôm sau mọi người nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Dạ. Anh em nào mà muốn mua những cái dòng xe gì có thể liên hệ trực tiếp với các bạn nhân viên online giúp em đấy ạ. Nói tiếp đi. Vâng. Thế thôi, trước khi kết thúc chương trình, em thay mặt cho bên xe máy Hoàng Kiên gửi lời chào, lời chúc cho anh em một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào buổi live sau. Xin cảm ơn. Ok, xin chào.